Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video hôm nay. Này 21 tháng chạp rồi các bạn ạ. Không khí mua bán táo ở trên chỗ nhà em thì quá là cấp tập luôn. Gọi là quá nhộn nhịp luôn các bạn, các anh chị nhé. Có nhiều bác cứ quay mãi giá táo mãi thì không chán à. Thực ra thì cũng không chán đâu các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì thôi, mình sẽ xuống vườn táo nhé, giữa trưa luôn, để cập nhật cho các bạn, các anh chị một chút về tình hình táo và mời các bạn ăn táo tại cây, tại vườn luôn nhé. Đấy, táo Đài Loan này, hàng bự này, đây đây 55k các bạn nhìn này, hàng này 55k này, đó, táo Đài Loan. Đấy thì cũng vừa đón các anh chị táo giống, táo má suốt từ sáng rồi, xong lại các thứ nữa. Nên là rồi thì quả táo nữa. Đó, giới thiệu nên là bây giờ mới ra vườn để quay cho các bạn và mời các bạn ăn táo tại vườn cho nó phê nhá, chứ còn không thì cứ ăn táo tại đống không thích lắm đúng không? Nên mời các bạn. Quá phê luôn. Gọi là cấp tập luôn để dành cho Tết các bạn. Hôm nay là cái phiên chợ chính để dành cho ông công táo ấy, để đi chợ ngày 23 các bạn. Nên mời các bạn ăn táo nhé, ăn táo tại cây luôn. Mình đang quả Đài Loan các bạn. Giá hôm nay cũng tương đối là đẹp các bạn, tương đối là ổn và ok nhé. Cây Đài Loan này, quả nhìn nó như là kiểu cái đèn pha ô tô ấy, mà sai. Nói chung là đến thời điểm là cấp tập thu để những cái vườn này đội mình là mùng 10 tháng riêng là trả đất này, thứ hai là tất cả dọn dẹp hết vào cái dịp Tết này, kể cả mấy năm mà cứ không trả đất thì cũng cái thời điểm này chỉ ăn với táo thôi các bạn ạ, chỉ ăn với táo thôi, không làm gì cả. Vì hai táo này thì làm táo thì giờ là thời điểm mà sẽ tiêu thụ mạnh nhất ở trong Tết mà ai cũng thích thôi. Uống rượu phê phê mà làm được quả táo này tỉnh cả người luôn ạ. Phải không? Bi cũng giá tiền bi các bạn nhé, to giá tiền to, cứ tầm này 55.000 thì ok, 55.000 cân, không phải nghĩ. Đây còn mình đảm mấy quả bi đã các bạn nhé, hái bi ăn bi đã. Đây mời các bạn. Quá chất lượng. Đố bạn nào kìm được cái cảm giác nó gọi là tiết nước miếng thèm. Cái mình muốn ra cây này trực tiếp để các bạn thấy là cái cơn mưa đầu mùa bao giờ nó cũng ảnh hưởng táo rất là nhiều nhé. Đây các bạn nhìn này, mưa này, nhiều bạn, nhiều anh chị là đây, mưa sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều này, táo bị đen các bạn ạ. Đây cả chùm kia này, đó, đen hết đây, đó, thấy chưa? Nói chung là kể cả đống táo hoặc là bao táo cũng thế thôi, đổ về hái về nhưng bị đen hết như này, này. Mã nó xấu hẳn, chờ một hai hôm nữa là quả nó bị héo héo nên nó kém hẳn đi nhé. Tức là hết cái lứa này thì không sao, nhưng cái cơn mưa, một hai cơn mưa đầu tiên, nếu mà muốn chống được cái này thì chỉ có phải bơm nước các bạn ạ. Miền Bắc mình bao giờ cũng thế, trước Tết bao giờ bị cái kiểu này. Nên là muốn ra vườn để giới thiệu các bạn cơn mưa ngày hôm qua tương đối tệ hại đấy. Biết thế nhưng mà không làm thế nào được cả. Những quả nó bén nước mưa thì sẽ bị thế. Táo ấy, bánh chưng, bánh dày, bánh chưng ở chỗ kia hết đấy các bạn. Nhưng mà quả táo chỉ táo phân bị như này các bạn nhé, táo Đài Loan thì không bị luôn. Đây mình mở ra cây Đài Loan này, nhìn cây đẹp không các bạn, có đẹp quá là ok luôn chứ. Đây quả, kể cả Đài Loan to nhỏ đều không bị luôn, mà xuân bao giờ bị. Đây còn các bác cái thổ trở về đây, à, mình cũng gian thổ cho u. Chưa đói đói mà ăn mấy quả táo tỉnh người luôn các bạn. Hái nhiều chưa ông Cường? Vâng. Được mấy tạ?
mấy tạ là tiêu tuyết là nhòe rồi ấy. Những gia đình mà không có táo thì lại đi hộ nhau, hoặc là những anh chị em con cái ở xa khác là hộ nhau về hái. Ngày hái này có thể được hàng tấn luôn các bạn ạ. Bi mà tấn thì cũng được trên dưới gọi chục triệu. Đấy. Còn thì to thì được rất nhiều. Đấy, tóm lại là to thì to tiền như thế. Dọn dẹp như vậy nhé. Còn đây, giống táo Đài Loan đấy các bạn. Quả Đài Loan này. Bữa nói chung chất lượng phục vụ Tết tầm này là tầm 25 27 là sẽ hái hết luôn những cái loạt này này các bạn này. Hết loạt này luôn nhé. Đấy. Đắt rẻ là ok, là chơi thì được hết rồi, nó cơ bản nó đã chín hết rồi, quả nhìn nó lông lốc luôn. Mấy cái đống chọn quả to đấy các bạn. Thế còn táo thì sáng và tối thì mình vẫn nghe tư vấn giới thiệu chia sẻ cho anh chị em. Táo to thì anh chọn để đi bán thôi. Còn đây những quả chín các bạn ạ. Đây quả chín này. Nó sẹo sọ này. Quả này quả chín quá này. Nhưng quả chín này chỉ để ăn đây nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Đây. Mình mời các bạn một quả lưng gù này. Nhìn này. Vàng dươm luôn này. Quá tỉnh người luôn các bạn. Nhìn nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó. Còn trên cây quả nó bi quả nhát còn rất nhiều luôn. Hái nếu tầm này hái là ok lắm rồi nhưng mà không có sức mà hái. Một buổi sáng một người hái thì cũng được khoảng tầm hơn tạ tạ mấy thôi. Nếu táo nhỏ còn táo to được tạ mấy hai tạ, nếu táo to thì được nhiều tiền, táo nhỏ thì được ít tiền kiểu thế. Đúng rồi, chỉ để ăn thôi các bạn. Ngon lắm. Đấy. Còn các bạn nghe tiếng táo không? Các anh chị em hái dọc đường nên nghe tiếng lộp cộp ở đổ vào xô còn rất nhiều luôn nhé, mà không có trở về cũng đã rất nhiều. Còn trên đường thì cực kỳ nhộn nhịp luôn các bạn. Bây giờ mình mà các bạn lên đường nhìn ngắm không khí một tí nhé. Còn các bạn cứ bảo là quay mãi táo mua mãi không thấy chán à, nên là mình cũng nhiều khi cũng buồn buồn. Nhiều khi cũng phải xuống vườn để giới thiệu các bạn anh chị một chút như thế cho nó vừa vườn vừa đường cho nó thay đổi không khí. Nào, mời các bạn ăn luôn quả này luôn nhé. Thực ra ăn từ lúc cái xuống rồi ăn đều mồm luôn đấy nhưng mà vẫn muốn ăn thêm. Đây. Nếu được quả táo này ăn Tết thì mình nghĩ chẳng có gì lại. Chất lượng quá ok, quá dễ ăn, quá ngon, quá ngọt. Có lẽ mình ăn rồi cái cảm giác các bạn ạ, ăn rồi muốn ăn nữa, muốn ăn nữa, tóm lại là nó ngon nên cảm giác muốn ăn no luôn đấy. Nhưng thôi, đã hứa với các bạn rồi, mình lên đường mình gửi các bạn một chút không khí mua bán táo tại cổng làng mình luôn nhé, để chờ khỏi chờ các bạn lâu, chúng ta sẽ đi lên nào. Đây, dọc đường lên các ông cậu nhà mình vẫn đang hái đấy. Nghỉ giải lao rồi chưa? Hái tiếp cậu ạ. Vâng, cậu ạ. Còn rất nhiều cậu ạ. Thế à, hôm nay cậu có hái không? Không, bị trên cây mới là thôi, quả dưới cây hôm mai làm clip dưới, hôm nay yên cỗ sao mà đẹp này. Vâng, ok. Đây ông cậu ruột mình luôn đấy các bạn. Cậu út nhà mình đấy. Em mẹ, em trai ruột của mẹ mình luôn. Vườn táo đây cũng rất là đẹp nha, nhưng mà mình thôi sẽ lên đường thôi, giờ đang trưa trưa rồi. Đây. 12 giờ trưa đây các bạn. Bên này, bên này, bên này. Bên này.
Thế là sáng trưa nay hậu điện hậu bảo chưa ra, bảo là làm gì mà vẫn còn hai táo. Rồi ok, đấy giới thiệu các bạn cái không khí mua bán này vậy nhé, cấp tập dành cho cái chợ còn rất 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 nhiều cửa ở đây nữa. Đấy, nên là mình cũng chỉ cập nhật cho các bạn một chút cái tình hình đây sau cái xe này nữa. Đó. Công tác thu mua để về các tỉnh rồi về các thành phố phục vụ cho ông công ông táo. Đấy thì giới thiệu với các bạn anh chị một chút cái không khí mua bán táo và thời điểm này nhé, rất là nhộn nhịp và giá rất là ok. Đấy, và cái không khí mua bán táo ngày ông công chuẩn bị cho ông công táo và mời các bạn ăn táo. Xin chào và cảm ơn các bạn. Các bạn có nhu cầu trồng cây táo giống thì hãy alo cho mình theo số điện thoại 0368052750. Xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.